Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với video tiếp theo của Xin Điện Hải Đăng. Hôm trước có một anh khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh mua chiếc tay ga 3-trong-1 bên mình về nhưng chưa biết cách sử dụng và có nhờ mình làm video hướng dẫn về cách sử dụng. Đối với cách lắp tay ga thông thường thì chắc hẳn nhiều bạn đã biết rồi, nhưng với chiếc tay ga 3-trong-1 thì có thể một số anh em chưa biết, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là chiếc tay ga 3-trong-1 loại 24V dùng cho xe đạp điện. Nó có 3 chức năng tích hợp trên một sản phẩm, đó là tay ga, khóa và đèn báo điện. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Sản phẩm bao gồm một tay ga, một chiếc tay nắm phụ bên trái và hai chìa khóa. Bạn sử dụng một chìa và cất đi một chìa để dự phòng. Đây là phần đèn báo điện. Còn đây là ổ khóa. Với một chiếc tay ga thông thường thì nó sẽ có 3 dây đen đỏ xanh. Còn trên chiếc tay ga 3-trong-1 này thì nó có tất cả là 5 dây, 3 dây đen đỏ xanh, 1 dây màu trắng và 1 dây màu vàng. Thì 3 dây đen đỏ xanh chính là dây tay ga, bạn sẽ nối với dây ga ở điều tốc. Còn 2 dây trắng và vàng này chính là dây khóa. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo cho các bạn xem. Mình chuyển đồng hồ về thang đo thông mạch. Và chạm vào 2 dây trắng và vàng. Khi mình chưa bật chìa khóa lên thì điện không thông qua dây. Còn khi mình bật chìa khóa thì điện đã thông. Thì hai chiếc dây này bạn sẽ nối với dây dương 48V, đó chính là dây đỏ to và dây đỏ bé trong bộ điều tốc. Ok, như vậy là xong. Công việc của chúng ta chỉ như vậy thôi. Còn phần đèn báo thì nó sẽ lấy điện chính từ ổ khóa, và chân âm nó sẽ lấy chung dây âm của tay ga đã được nối sẵn bên trong. Bạn chỉ cần làm đúng như mình hướng dẫn là được. Rất đơn giản và không có gì phức tạp cả. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thông tin sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cũng như theo dõi kênh của Xe Điện Hải Đăng để có thể xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn.